Xin chào tất cả các anh em đã trở lại với Hacom Quick Review. Trên tay mình đây đó chính là sản phẩm Asus Zephyrus G14. Đây là một trong những chiếc laptop được rất nhiều các reviewer khen ngợi. Nhưng mà liệu rằng trong năm 2021 này, với mức giá 42 triệu rưỡi thì Asus sẽ đem lại cho chúng ta những gì? Tụi bay cùng bắt đầu video nhé. Asus sẽ tặng cho anh em chúng ta đó chính là một cái ba lô ROG, một cái túi đựng laptop ROG. Nhưng mà bây giờ mình sẽ để ý hơn vào chiếc laptop nhá. Wow, thực sự một trải nghiệm mở hộp rất là cao cấp. Khi mà mình mở hộp lên thì chiếc laptop sẽ được nâng lên thêm một chút để chúng ta có thể cầm nó ra. Bên cạnh bên tay phải này chúng ta sẽ có đó chính là một cục sạc. Đây xem nào. Đây là một cục sạc 180W. Bên tay trái chúng ta sẽ có đó chính là một dây để kết nối cục sạc này. Để đợi một chút. Rồi, dây đây. Và ở giữa chúng ta sẽ có đó chính là đây là một túi, một hộp sách bảo dưỡng sách hướng dẫn sử dụng Dạ vâng, đúng rồi. Sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Rồi. Nhưng mà mình sẽ không quan tâm đến những thứ này mà sẽ tập trung vào trên laptop. Hãy bắt đầu nói về cấu hình đi nhỉ. Với mức giá 42 triệu rưỡi, chúng ta sẽ có được CPU Ryzen 9 5900HS. Đây là phiên bản 35W của chiếc CPU này. Ngoài ra chúng ta sẽ còn đó chính là 16GB RAM DDR4 chạy ở bus là 3200 CL22. Tiếp nữa chúng ta sẽ có một SSD NVMe 1TB đến từ Samsung. Và cuối cùng sẽ là card màn hình RTX 3050 Ti phiên bản 75W đến từ Nvidia. Thực sự là với mức giá 42 triệu rưỡi như này thì mình nghĩ rằng một cấu hình này có vẻ như thiên hơn về những bạn làm media hơn là những anh em chơi game đấy. Về cái chất lượng, về cái ngoại hình của em này thì sao? Mình cảm thấy rằng khi bắt đầu nhìn vào thì đây là một cái laptop nó không quá là kiểu quá nổi bật trong một căn phòng. Nhưng anh em vẫn có thể để ý những cái đường rất là sắc cạnh ở lỗ thoát khí ở đây. Những đường rất là tam giác, rất là hình thang, cộng với cả logo Zephyrus ở nằm ở giữa này. Anh em sẽ còn để ý đó chính là cái màn hình gọi là LED Animatrix của Asus nằm ở trên mặt lưng này. Cái laptop này thì có bề ngang là 35,6cm, bề sâu là 22,2cm và độ dày chỉ là 2cm mà thôi. Mình đánh giá rằng đây là một chiếc laptop có thể đem đi đem lại một cách rất là dễ dàng và vô cùng là thoải mái, bởi vì nó chỉ có cân nặng là 1,7kg. Một cấu hình rất cao mà cân nặng rất là vừa phải. Nếu mà anh em mở chiếc màn hình của chúng ta lên thì anh em sẽ thấy đó chính là một cái màn hình 14 inch. Đây là một màn hình 14 inch tấm nền IPS với độ phân giải là 2K lận, tức là 1440p đấy, 1440p, và cái độ đồng tươi của nó là 120Hz. Đây là một sự nâng cấp rất là lớn từ phiên bản Zephyrus của năm trước. Chiếc màn hình này theo như Asus thì phủ 100% giải màu DCI P3 và được chứng nhận bởi Pantone. Và mình nghĩ rằng đây là một chiếc màn hình rất là phù hợp với những anh em nào là làm những công việc mà yêu cầu một cái màn hình có độ chuẩn màu tốt. Về cái viền màn hình thì anh em có thể thấy ở đây đó là một cái viền màn hình tương đối là mỏng, khoảng tầm chưa đến 1cm, khoảng tầm 0.17-0.18 gì đấy. Lý do tại sao lại có viền màn hình mỏng như này, đơn giản tại vì Asus đã hy sinh cái webcam của chúng ta. Dạ vâng, Asus đã bỏ webcam ở trên dòng này và năm trước nó cũng như vậy. Đối với rất nhiều người thì đây là một sự cực kỳ khó chịu, bởi vì nhiều người ta mua chiếc laptop này về để học tập này, để làm việc online này. Nhưng mà đối với mình, một người mà không dùng webcam nhiều thì đây chỉ là một sự bất tiện, gọi là thỉnh thoảng một thôi. Về bên dưới chúng ta sẽ có một bàn phím 64 phím cộng thêm các nút phím F, tức là đây là một bàn phím không có nút numpad, không có face up, face down. Và một cái bàn phím này thì có đèn LED nhưng mà chỉ là LED màu trắng mà thôi, chứ không có LED RGB. Phía bên trên của nút F1 này sẽ là nút nguồn, và bên trên cái cụm F1 tới F5 này sẽ là những nút function như là tăng âm lượng, giảm âm lượng, tắt mic, hoặc là nút Aura Sync. Như là phần mở phần mềm Amori Creator của nó thì phải. Và mình đánh giá rằng đây tuy là một bàn phím có layout rất là ổn, cái bày trí khoảng cách giữa các phím rất là ổn, nhưng mà cái trải nghiệm phím của nó chỉ ở tầm trung hoặc cao tầm trung một chút mà thôi. Đơn giản tại vì là cái trải nghiệm bấm của nó không được quá là tốt. Cái hành trình bấm hơi ngắn so với mình mong muốn này. Cái lực phản hồi không quá là tốt này. Cảm giác như đây chỉ là một cái bàn phím từ một chiếc laptop chỉ có 26 triệu, 30 triệu, dưới 30 triệu thôi vậy. Nên là hơi thiếu kỳ vọng một chút.
Ở bên dưới đây cũng sẽ là một chiếc touchpad hơi nhỏ so với mình mong chờ từ một chiếc laptop 42 triệu. Nhưng mà bù lại thì chất lượng của touchpad này rất rất là tốt. Chiếc touchpad này sử dụng Windows Precision Driver, tức là có thể cảm ứng đa điểm một cách thoải mái và dễ dàng. Cái touchpad này cực kỳ là mượt mà và êm dịu, và hai nút chuột trái chuột phải của nó cũng rất là cứng cáp và không hề bị lỏng lẻo một chút nào cả. Về phía bên tay phải, chúng ta sẽ có một cổng USB 3.2 Gen 1, đây là Type A, và một cổng Type C 3.2 Gen 2. Về phía bên tay trái, chúng ta sẽ có là một jack cắm nguồn, một cổng HDMI 2.0, một jack Type C, đây là phiên bản USB 3.2 Gen 2. Nhưng một điều đặc biệt của cái cổng Type C này, nó còn có thể hỗ trợ sạc cơ, tức là power delivery ở mức 65W. Anh em có thể đem đi trên lớp, trên trường và không cần phải lo lắng về việc cầm theo cục sạc nặng nề, chỉ cần một cục sạc Type C 65W mà thôi. Và cuối cùng đó chính là một cổng jack audio combo. Nếu anh em để ý thì chỉ có màn hình được bao phủ bởi lớp nhựa xung quanh này mà thôi. Còn đâu tất cả các mặt còn lại thì đều làm bằng hô nhôm, dẫn tới một cái chất lượng build rất rất là cứng cáp. Cái độ flex màn hình anh em có thể thấy đấy, không quá là nhiều. Còn độ flex bàn phím thì mình cần phải ấn lực rất là mạnh thì nó mới có thể lún xuống được. Trên chiếc Zephyrus G14 này thì sẽ có hai loa 2.5W. Nhưng mà để cải thiện thêm chất lượng của âm thanh thì Asus đã đặt thêm ở đây là hai loa Twitter 0.7W nữa, tạo nên một cảm giác âm thanh rất rất là tốt. Âm nhạc bass này, nhạc jazz này đều nghe rất là hay, và kể cả giọng nói cũng rất rất là trầm ấm và cực kỳ thanh tao nữa. Mình đánh giá rằng đây là một trong những trải nghiệm loa tốt nhất trong những chiếc laptop Windows hiện bây giờ. Về cái ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có đó là cục pin 76W nằm ở dưới này. Với một cấu hình như này thì Zephyrus G14 của năm nay có thể trụ được vào khoảng tầm 5 tiếng đồng hồ khi mà sử dụng các tác vụ thông thường như là đánh Word này, hay là xem video này, hoặc là gọi là đánh văn bản các thứ kiểu. Nhưng khi mà chơi game thì chiếc laptop này chỉ có thể trụ hơn 1 tiếng đồng hồ mà thôi, hơn một chút thôi, không quá là nhiều, chưa đạt đến mức 1.5 tiếng đâu. Vậy thì với một cái chiếc laptop như này thì mức nhiệt độ sẽ ra sao? Do chiếc Zephyrus G14 nhỏ hơn với những laptop cùng với cả phân khúc nên là cái hệ thống tản nhiệt cũng bị a đuổi hơn một chút. Cái lượng nhiệt của chiếc tản nhiệt này tỏa ra rất rất là lớn. Và ví dụ như là khi mà mình sử dụng sweatshirt ấy thì cái khu vực phím bằng với cả số 1 là khu vực mát nhất, đơn giản tại vì đây là nơi của hai quạt của nó. Còn cái phần ở bên trên này rất rất là nóng, nóng đến 50 độ C lận cơ, nếu mà anh em sờ vào sẽ cảm giác rất là bỏng. Nhưng một điểm trừ nữa của chiếc laptop này đó chính là cái phần giữa này cũng tương đối là nóng, và quạt tản nhiệt này không thể làm mát toàn cái thân nhiệt của toàn cái thân của cái chiếc laptop này được. Cái khu vực nằm ở giữa này nóng đến khoảng tầm từ 40 đến 45 độ C, sẽ cảm giác không thoải mái khi mà anh em đặt tay lên. Và để có thể cải thiện được, giúp cho chiếc laptop này có thể hít khí dễ hơn một chút, tản nhiệt tốt hơn một chút, thì cái Zephyrus G14 có một cái cơ chế, đó chính là lật màn hình lên là sẽ có bản lề. Cái bản lề nó sẽ nâng chiếc laptop lên khoảng tầm 1cm để quạt khí có thể hút những luồng khí mát mẻ nhất. Nhưng liệu mà nóng như vậy thì chiếc quạt của cái con laptop này nó có ồn hay không, nó có kinh hay không, nó nghe nó có khó chịu hay không? Câu trả lời là không. Chất lượng tiếng ồn của chiếc laptop này rất rất là tốt. Nó ồn đấy nhưng mà nó không quá ồn như anh em nghĩ. Và cái chất lượng tiếng ồn của nó không phải là chất lượng kiểu zít 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 đâu, mà là một tiếng ồn rất là trầm, nên là sẽ không làm anh em cảm thấy khó chịu gì cả. Nói chung về tổng thể, với mức giá 42 triệu thì mình nghĩ rằng đây là một chiếc laptop rất rất là phù hợp với những anh em nào đang làm media, học tập media, hoặc là đang đi cần gọi là làm một content creator. Bởi vì chiếc laptop này có CPU rất là mạnh, có 16GB kèm sẵn này, có ổ cứng 1TB lận cơ. Nhưng nếu anh em mua chiếc laptop này để chơi game thì thực sự nó không quá là đáng. 42 triệu rưỡi có rất rất nhiều những chiếc laptop có cấu hình cao hơn, hệ thống tản nhiệt tốt hơn và phục vụ tốt hơn cho việc chơi game của anh em. Đơn giản trong này chỉ có 3050Ti thôi mà. Rồi, nếu anh em cảm thấy hứng thú với cái phiên bản Zephyrus G14 này thì mình sẽ để link ở dưới mô tả. Còn nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng, xin cảm ơn các anh em đã xem video này và hẹn gặp các anh em tại một video sau.